cho tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ làm clip này về theo cái vị tướng Lưu Bố, theo yêu cầu của anh em nha. Tại vì mình có đọc comment thì các bạn yêu cầu mình làm clip về vị tướng Lữ Bố ấy, một mình tao chết bết à. Ué hello ơi, kinh đê. Bạn cứ thế. Mình là mình thích những cái bạn mà gọi là chết hết như vậy lắm ấy nha. Cho đây mình sẽ đối đầu với cả vị tướng Vedet. Vâng, hai thanh niên hút máu thô lô với nhau. Làm sao? Chơi bảng lương nào? Anh chắc. Ui ôi, nó xoay kìa anh em ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Uy tín luôn á. Ui ôi, thôi xong rồi. Đánh không lại nó rồi các bạn ạ. Nó gọi là hút máu rồi, nó choáng choáng khó chịu quá. À, khứa này cấp 2, láo nháo đấy nhờ. Tớ mà nói thiệt với bạn, như tớ lên cấp 4 thì bạn không có cửa đâu bạn ơi. Chơi bảng lương nè. Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai. Nhưng mà thất thế thì thôi, chúng ta ngày mai gặp lại. Chứ giờ lao lên cái nó xúc mình luôn đấy các bạn. Chú, mình cố thủ đợi cấp 4 nha các bạn. Trận này thì mình sẽ đối đầu với cả vị tướng Vedet với con bài con tướng hút máu như thế á. Thì mình sẽ lên cho nó cái đao chi hồn đầu tiên nha. Để xem ai hút máu hơn ai, ai không hút máu được bằng ai. Ý giời, kinh thế nhờ. Khiếp đây, gớm mặt đây. Đi về lấy máu cái đã nha các bạn. Hôm nay mình sẽ phải làm tới 3 clip lận các bạn ạ. Tại vì ngày mai mình đi có cái đi câu cá mà đi xa các bạn. Đi mà đi mất hết 2 ngày 1 đêm á. Vì thế hôm nay mình sẽ làm 3 clip. Giờ để hôm bây giờ một clip này, ngày mai một clip và ngày mốt một cái clip nữa các bạn. Vì thế là mình không đọc được comment của anh em nha. Và mình sẽ làm những con tướng mà anh em cứ đã yêu cầu từ xưa rồi. Và mình chưa làm được thì mình sẽ chuyển luôn nha các bạn. 1, 2, 3, chơi nè, cấp 4 rồi thì ngại thì bạn luôn. Xúc bạn luôn nào, ui dồi ôi, mình chả bộ chạy thế thôi, bạn xong với mình rồi. Xong rồi, xong rồi, bộc phá có luôn nè, lấm lúa. Ôi dồi, mình bấm bộc phá mà nó không được các bạn. Hên quá, cuối cùng vẫn ok chứ. Mình tưởng bấm bộc phá mà không xong thì chết tôi luôn đấy chứ. Ngon, có mạng liền, thấy không? Người rồi, Vedet mà đòi solo với Lữ Bố à. Bạn ấy cứ đùa. Đùa với cả ninja rùa làm sao được. Chiu. Để cho đồng đội mình nó ăn nha. Mình chỉ đứng đây mình canh thôi. Wow. Wow. Chết nè. Tính KS con quái nhỏ mà không thành công. Cái bạn gọi là ấy này. Da si này. Đừng có ăn quái của mình chứ hả. Đông ạ. Ok đông đúng không? Ok luôn. Nhu mì ăn nhì. Và hôm nay mình sẽ cố gắng úp thật là nhiều cái nick gọi là giá rẻ lên trong shop anhhảo.org cho anh em lựa chọn nha. Đậu xanh nó cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Nó thấy cái thanh niên tu len ở đây nó khịa khịa mình các bạn ạ. Thế thì bạn vừa mới bị mình xử một mạng mà bạn vẫn chưa biết sợ là gì à? Thử coi. Thử coi nào. Làm sao? Này thì đánh như tụt quần luôn nè. Sao bây giờ? Bây giờ muốn làm sao? Có chiêu cuối ở đây muốn làm sao? Mình rình mình ra mình hất tung nó phát cho mọi người xem này. 1, 2, 3, ia, piu, ai đã đủ, đau quá. Trời ơi, đau quá trời luôn anh em ơi. Này thì, bướng nè, bướng nè. Ui dồi ôi, hư nè. Đi đâu con sâu. Quá êm anh em ạ. Trời ơi, êm quá trời luôn đấy chứ. Quá trời là êm luôn đấy chứ. Sao mà đỡ được đúng không các bạn? Cỡ này làm sao mà đỡ được? Chà, thế méo nào theo mạng nó cũng rình xuống nó sơi mình. Nhưng mà mình có quả cầu băng xương anh em ạ. Không ai làm gì. Ê, có mạng này. Ôi, rất may mắn đến từ vị tướng gọi là ra. Đó chính là muốn ăn được mình. Cho quái nó cắn chết. Quái cắn đi. Định mệnh nó có hồi máu anh em ơi. Ôi, thôi xong. Trời ơi. Không sao. Trời ơi. Tuổi gì mà đòi ăn mình à, phải đấy tí thì mình giết ngược nó luôn các bạn ạ. Trời ơi tiếc quá. Lêu đồ à, vãi chứ. Có ăn được mình đâu mà mày đặt lêu. Tí nữa thì chết ngược đi. Ở đây mà đòi lêu à. Hư dạ. Tại vì mình thấy khá là nhiều bạn gọi là bình luận với cả nhắn tin cho mình kêu là anh có cái nick nào rẻ không, tầm 100 đến 200 không thì ok chơi luôn này. Chà, bây giờ thì để tí nữa mình úp lên gọi là nhiều nick, cái dạng gọi là từ 100 đến 200 cho anh em lựa nha.
Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Mình thì mình có những cái nick đó mà mình mua lâu rồi mà mình kiểu lười úp ấy. Thấy hôm nay anh em bình luận cũng như là anh em nhắn tin cho mình nhiều quá. Thì chắc là nhiều bạn thích những cái dạng nick như vậy. Thì ok, để tí nữa thì mình sẽ lên mình úp nhiều nick luôn nha. Tại vì mai mình đi rồi. Mai mình đi câu cá rồi. Đi tận tới gọi là rừng luôn mà. Rừng nó giáp Campuchia luôn á. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Thế này mình sẽ úp lên để cho anh em có nhiều sự lựa chọn mua nhá. Những bạn nào mà kiểu như là cần nick để mình chơi tạm thời, hay là chơi kiểu gọi là vui vẻ mấy ngày thôi, hoặc là không có nhiều tiền để mà có bộc phá chơi luôn. He. Này leo nhau này hồi chưa một cha cha hiya. À, đủ tốc biến kìa. Ôi ơi, thôi chết tôi rồi. Mẹ ơi, nó đánh em đau quá mẹ ơi. Trời ơi, không ai cứu em hết. Alice vô tình lên lượm được mạng kìa, cũng ngon. Hay quá trời. Trời ơi, nó có tốc biến anh em ạ. Mấy lần mình bục phá nó chết thì bây giờ cuối cùng cái tốc biến của nó cũng có lợi hết nhờ. Chạy đâu con sâu này. Tí nữa thì hết tốc biến rồi, để hết đường mà chạy nhá. Trời ơi, tiếc quá anh em nhờ. Thế mà cùng chết ngược mới đau chứ. Lữ bố thì mình cũng chơi ít các bạn. Tại vì mình không có đam mê vị tướng này cho lắm. Anh em yêu cầu nhiều thì mình làm vậy thôi, chứ mình đánh lữ bố cũng không có được xịn sò, không phải tướng tủ anh em ơi. Có một thời gian mình chơi con này nhiều ấy, thì mình đánh khá là ghê. Nhưng mà sau khi mà gọi là cả tháng trời không đụng tới thì bây giờ thì hơi bị tàn phế rồi anh em ơi. Chắc phải cần gọi là thời gian để mà luyện tập kung fu mới được. Vô 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 vô, có chiêu cuối nè, có chiêu cuối nè, có chiêu cuối này. Rồi xong nè, chơi nè, bắn rồi nè. Lấm nó đi nè, bắn luôn. Lấm lấm lấm, ba yeah. Vô đây, chơi nè. Chơi nè, chơi nè. Ô kìa, không ăn được bạn nào luôn kìa, trời. Vãi thật chứ. Hay thế nhở. Tại vì ngày mai á, là mình đi gọi là mình úi giời ơi, mình đi mình có quay video gọi là vlog luôn nha. Để cho anh em xem gọi là mình đi đâu và như thế nào nha. Mình sẽ úp ở kênh Hảo Mê Câu nha các bạn. Nhưng mà ngày mai mình đi mình mới quay. Chê ai. Để cho anh em gọi là xem mình đi đâu và câu những cái con gái gì, hay là di chuyển như thế nào nha. Cho anh em xem rừng chỗ mình nó ra sao nha các bạn. Đây là lần đầu tiên mình đi ấy, mình trải nghiệm luôn. Mình cũng không biết ở đó nó như thế nào nữa. Nhưng mà mai đi biết. Tại vì trong nhóm có đâu 5-6 người đi nữa mà. Họ dẫn mình đi chứ mình cũng có biết đó chỗ nào đâu. Ăn ca sao luôn anh em ơi. Làm thịt ca sao luôn đi. Tại vì đi như vậy thì mình không thể tặng tim ở cái video của các bạn được á. Trong đó nó không có mạng, không có sóng luôn. Vãi thiệt chứ, rừng mà. Chiu, bam, 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 bam. Wow. Hất tung nè. Cái đó người ta gọi là suối tưng anh em ạ. Suối tưng, nhưng mà mình cũng mới lần đầu mình đi. Có gì anh em chờ video vlog của mình nha. Wow. Wow, kinh quá ta. Kinh quá ta. Khiếp thế. Mày chết mày chất nè. Chà chà bầm chiu bắp. Cứ bắp. Cứ bắp. Cứ bắp. Cứ bắp. Mày. Hay da. Ưa. Đây rồi. Ok con dê, dứt là phê nha. Rất xinh. Từ. Vết kìa. Bạn nào gọi là dừng bạn ấy. Ui giời ơi, bạn ấy chửi quá trời chửi luôn. Rồi sao bay hả, bữa này thì ra một mình tôi chấp hết nè. Chấp hết nè. Mẹ mày, loại miền núi. Ui ôi. Dừng theo mình bị cái con rồng nó cắn chết đấy, là bạn ấy chửi quá trời chửi luôn đấy. Đấm sấp mặt luôn hả? Đấm sấp mặt hay là chết sấp mặt? Ôi ơi. Đau thế. Ôi bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi, đừng làm thế bạn ơi. Chết. Ăn bình máu không thằng do nó bắn cho tụt quần này. Vào đây. Vào.
Lữ N. Vãi cả Lữ N các bạn ạ. Chửi mình nhé các bạn. Nó nhìn. Thì nhìn ra gọi là một chiếc một mà lúc đầu vào chấp hết luôn ghê vậy. Mới vô tôi đã gọi là hù dọa tâm lý người khác rồi. Bảo ăn rồng chúng mày mù mắt. Vãi. Dường theo mình nó bị cái con rồng nó cắn chết, đâm ra bạn ấy cây cú quá rồi các bạn ạ. Quá ư là cây con nhà bà cú luôn rồi. Thiệt là vui quá đi. Vào đây chơi nè, chơi nè, chơi nè. Bùm vô. Hay quá, hay quá. Đó, ra chết một cái rồi kìa. Mình phải cà khịa nó các bạn ạ. 1, 2, 3. Ừ nè, không có đủ tầm anh em ơi. Còn gà. Càng phết nhờ. Bây giờ mình có chiêu cuối rồi nha. Mình đang lên cho nó cái nhằm thuẫn nha các bạn. Có trụ kìa anh em. Các bạn có 3 người thôi, lấy cái trụ đi anh em ơi. Đúng rồi, còn có 2 người thôi. Hay quá được cái trụ rồi. Tu lên kìa, tu lên kìa. Đây, cơ hội của mình tỏa sáng đây rồi. Ủa sao kỳ vậy. Vâng, ra làm cái gì đây này. Trời ơi, bộc. Trời ơi là trời bộc phá muộn quá anh em ạ. Chán thế nhờ, nãy giờ không có được mạng nào hết trơn. Buồn dám ăn con ngan. Vâng, đây xin là mình đã chửi thắng mặt vào vị tường ra tay mình bạn rồi. Thằng ngu, đấm vỡ mồm. Kinh thế cơ chứ lị. Uy tín đó mà, bạn ấy bảo là uy tín, trận này gánh tem uy tín mà. Đấy bạn ra chơi có vẻ khá là uy tín anh em ạ. Làm cho mình là muốn là làm clip về vị tướng ra luôn, hợp lý. Ui. Trận này mình đánh hơi chán các bạn. Ăn ít mạng quá, được có 3 kill à. Được có lần đầu ăn được vị tướng Veret thì êm, chứ giờ thì thấy toang quá toang rồi. Quá buồn trong một cuộc tình anh em ơi. Tu le làm gì đây? Hay là các bạn xem clip của mình cho mình một like với nha các bạn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thật ra thì mình không muốn làm những cái clip mà mình không phải tủ tướng tủ của mình nha các bạn. Tại vì đánh nó không có được hay, với lại nó hay phế. Rồi xong. Rồi xong. Rồi rồi. Rồi xong. Trời đất ơi, Alice ăn nữa ạ. À. Chán thế nhờ. Thằng ra đâu rồi? Bước ra đây nào. Ây ạ. À, em đùa thôi mà mấy anh trai. Đầu sao nó bật cho của em phang. Mấy anh luôn cho em ngán cho mấy anh sao. Ừ. Ui ôi, ui ừ, thốn quá anh em ơi. Mày này thì John này, xúc luôn này. Vào đây, ui ôi, đá đầu thế nhờ. Kinh đấy, có chiêu cuối rồi các bạn. Mình đâu có sợ đâu. Vô đây, vô. Hello, wow. Trời ơi, thốn chưa? 5 kill rồi nha. Ái chà chà. Vâng, mày ngu như con chó luôn rồi các bạn ạ. Càng quá nhờ. Rồi ra 3 kill, wow. Tào lao mẹ lao. Đi đâu. Ôi giời ơi, bật. Trời ơi, cái nhắm thuẫn của tôi bắn không được cái ta. Không biết luôn các bạn ơi. Trong khi đó cái tay của mình bấm cái nhắm thuẫn, bấm muốn lè luôn, bấm muốn lủi cái tay luôn mà nó không xà sử dụng được, chắc bấm không trúng quá. Ghê, đấm vô mặt luôn, ghê nhờ. Đáng sợ đây, không phải dạng vừa đâu, ok. Một đá bốc hơi luôn này. Đáng sợ. Được. Hào hán. Tuyệt vời. Cho bạn ấy một like đi anh em. Ngại gì vết bẩn. Thôi chắc có lẽ phải thắng sớm đi. Để cuối cùng chuối trận thằng John nó bắn thốn lắm anh em ơi. Chúng ta gọi là không lên cú nhây nhá. Mấy thằng khứa John này bắn đau lắm. Chịu không nổi nó đâu. Pum. Đây nè, ăn ca sa nè, teo nát đâu. Đậu xa ăn ca sa đi còn núp nữa cha. Vãi ông thiệt chứ.
Bạn thiệt là hài hước, bạn để tôi ăn một mình xong rồi con cái sao nó cắn chết tôi không mà tôi chửi lại bạn nó mới chơi vui đúng không? Hay là như thế nhỉ? Rồi, bò kia, có ca sa luôn. Này thì bấm nè, sút luôn anh em ơi. Let's go, thả dòng. Dứt, vâng, Alice đã lao lên, nằm choáng luôn cả vị tướng tu lên và tu lên đã nằm xuống rồi. Ra kìa, bật chiêu cuối lên, xúc ra luôn, bộc phá luôn, có mạng luôn, ha ha ha. 6 kill, thiệt là đá quá đi. Láo nháo với chúng tôi này. Thắng rồi các bạn ơi. Rồi, các bạn không còn cơ hội nữa rồi. Hay quá trời. Vô, win. Lấy một sao, thiệt là đá quá. Bập chiêu. Này thì một mình tôi chấp hết. Các bạn đâu hết rồi, ra đây. Đó, bật chiêu cuối lên, phang Toro luôn nha các bạn. Lắm nha. Win rồi, thiệt là vui quá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Bạn nào muốn mua nick thì vào shop anh hảo .org nha các bạn. Link ở dưới phần mô tả hoặc vào cái bình luận của mình đã ghim nha. Bye bye anh em.